Vâng, như chúng tôi đã đưa tin vào chiều qua, vào đầu tháng 3 năm nay, Tổng cục Thuế đã có công văn chính thức về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng tinh bột sắn. Đáng nói, quy định mới này đã có hiệu lực ngay lập tức, khiến cho hàng loạt các doanh nghiệp xuất khẩu sắn điêu đứng và đứng trước nguy cơ bị phá sản. Phần lớn các doanh nghiệp sắn của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Doanh nghiệp Trung Quốc nhận hàng và làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của nước sở tại. Doanh nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm các hoạt động theo pháp luật trong lãnh thổ Việt Nam. Do đó, khi Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế địa phương phải xác minh các khách hàng nước ngoài, đã ngay lập tức dẫn đến việc dừng hoàn và truy thu tiền thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp xuất khẩu sắn. Vấn đề đặt ra hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đang thực hiện cái quyết định 52 của Thủ tướng Chính phủ và nghị định 14 của Thủ tướng Chính phủ về cái kinh doanh biên mậu. Hiện nay hai cái quyết định này và nghị định 14 này chưa có văn bản hướng dẫn, chưa có thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế và hoàn thuế. Cho nên hiện nay cái việc đặt ra của Tổng cục Thuế đó là đặt ra theo ý muốn của chủ quan của Tổng cục Thuế, chứ nó không nằm trong cái phạm vi điều chỉnh nào của luật pháp Việt Nam cả. Tối ngày hôm qua 23 tháng 3, Tổng cục Thuế đã có phản hồi về kiến nghị của Hiệp hội Sắn Việt Nam đến Thủ tướng Chính phủ về vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng tinh bột sắn. Theo đó, đa số các doanh nghiệp đã thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, song vẫn còn một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách khuyến khích của nhà nước để làm giả hồ sơ giấy tờ, kê khai khống hóa đơn nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Cùng lúc, Tổng cục Thuế cũng nhận được thông tin xác minh từ các cơ quan hoàn thuế nước ngoài có phát hiện một số doanh nghiệp nhập khẩu tinh bột sắn tại Trung Quốc không còn tồn tại hoặc đã bỏ trốn, mất tích từ lâu. Về xác minh cái khách hàng nước ngoài khi thực hiện hoàn thuế của Tổng cục Thuế, nó là phù hợp với pháp luật và nó cần được các cái doanh nghiệp và các cái nhà xuất nhập khẩu thực thi một cách tốt nhất. Theo phản hồi từ Tổng cục Thuế, tính minh bạch cấp thiết của việc xác minh các khách hàng nước ngoài là đúng với pháp luật, đồng thời góp phần bảo vệ chính đơn vị xuất khẩu sắn. Tuy nhiên, do quy định mới vừa được ban hành đã có hiệu lực ngay lập tức, khiến cho các doanh nghiệp xuất khẩu sắn trong nước không kịp trở tay. Trong khi số hàng tồn kho rất lớn, nhiều doanh nghiệp không còn tiền để thu mua nguyên liệu của người dân. Thì chúng tôi cho rằng chúng ta nên tiếp tục hoàn thiện cái quy định về mặt luật pháp bằng việc bổ sung cái thời gian để chuẩn bị. Có thể là cái thời gian đó nó là một cái khoảng thời gian 1 tháng hay 3 tháng để các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu chuẩn bị sẵn sàng và nắm bắt được các cái quy định cụ thể, từ đó họ có thể thực thi các cái quy định của nhà nước một cách vừa đúng chúng. Hiện tại, để giảm thiểu nguy cơ phá sản do bị tồn kho, các doanh nghiệp xuất khẩu sắn của Việt Nam đang rất mong chờ vào một thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định mới từ Tổng cục Thuế. Tháng 11 năm 2021, Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC đã ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm mật ong của Việt Nam và áp thuế chống bán phá giá mật ong Việt Nam mức trên 410%. Đại diện Bộ Công Thương vừa cho biết, dự kiến kết luận cuối cùng của DOC sẽ được ban hành vào cuối tháng 4 tới. Trong lúc chờ đợi, Bộ Công Thương khuyến nghị Hiệp hội và các doanh nghiệp xuất khẩu mật ong trong nước tích cực phối hợp với DOC và bày tỏ quan điểm trong giai đoạn điều tra tiếp theo, đồng thời nghiên cứu xây dựng kế hoạch tăng cường tiêu thụ nội địa và đa dạng hóa mặt hàng, thị trường xuất khẩu trong dài hạn. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng lưu ý các doanh nghiệp trong quá trình xuất khẩu cần tìm hiểu kỹ quy định, tập quán của các nước nhập khẩu, chú trọng nâng cao chất lượng và không phá giá, dẫn đến nguy cơ tiếp tục bị điều tra phòng vệ thương mại. Nhu cầu thị trường lớn cùng với tác động tích cực của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Anh UKVFTA đang giúp cho việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Anh có cơ hội bứt phá. 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Anh đạt gần 44 triệu đô la Mỹ, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng mặt hàng tôm chiếm 76% với 33,5 triệu đô la Mỹ, tăng 55%. Trong đó, riêng mặt hàng tôm thẻ chân trắng chiếm 69% giá trị xuất khẩu với 30,4 triệu đô la Mỹ, tăng 54%. Mặt hàng tôm sú dù chỉ chiếm 2,7% nhưng so với cùng kỳ năm trước tăng gấp 6 lần, cho thấy tín hiệu rất lạc quan đối với mặt hàng này tại thị trường Anh.
mặt hàng cá tra cũng tăng nhẹ thêm 4% về sản lượng, đạt kim ngạch 7,2 triệu đô la. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin về nông sản đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Cục Bảo vệ Thực vật vừa gửi công văn đến Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố, Hiệp hội Rau quả Việt Nam xin ý kiến về chương trình xuất khẩu về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với một số quả tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường New Zealand nhằm mở rộng xuất khẩu trái cây tươi sang thị trường mới này. Theo dự thảo, Cục Bảo vệ Thực vật đã đề xuất hai bước quản lý sinh vật gây hại trên đồng ruộng và sau thu hoạch. Đối với quản lý sinh vật gây hại trên đồng ruộng, dự thảo quy định vùng trồng cần phải áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, ưu tiên các biện pháp kiểm soát sinh học như bảo vệ sinh vật có ích, không trồng xen với các loại cây khác, chỉ sử dụng một loại giống, đồng thời tổ chức thu dọn và tiêu hủy tàn dư thực vật trên đồng ruộng để giảm nguy cơ lây lan sinh vật gây hại. Đối với quản lý sinh vật gây hại sau thu hoạch, Cục Bảo vệ Thực vật dự thảo việc làm sạch quả bao gồm cả việc loại bỏ sinh vật gây hại bằng biện pháp cơ giới. Đây là những bước chuẩn bị để mở rộng thị trường trái cây tươi sang thị trường tiềm năng của New Zealand. Từ đầu năm tới nay, do thị trường lớn nhất là Trung Quốc đóng biên, thanh long khó tiêu thụ, thu không đủ bù chi, nên đã có không ít nhà vườn tại đồng bằng sông Cửu Long như là Long An, Tiền Giang chặt bỏ cây thanh long, chuyển sang trồng mai vàng và các loại cây ăn trái khác. Mới đây, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Long An, một trong ba vựa thanh long lớn nhất cả nước, đã khuyến cáo người trồng thanh long cố gắng giữ vườn. Chỉ tính riêng tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An có khoảng 10% diện tích vườn thanh long bị đốn bỏ. Những trụ thanh long bị đốn bỏ thường ở trong độ tuổi từ 2 đến 3 năm tuổi, do đây là độ tuổi cây cần chăm bón nhiều phân thuốc, trong khi giá phân bón và chi phí nhân công đang tăng rất cao. Hiện ngành chức năng địa phương có trồng thanh long tại đồng bằng sông Cửu Long đang tính toán phương án giúp nhà vườn giữ lại cây thanh long cũng như chuyển hướng trồng thanh long công nghệ cao, việt gáp nhằm tăng chất lượng trái thanh long, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ ngoài Trung Quốc. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, việc thí điểm đưa các ứng dụng công nghệ số vào thúc đẩy lưu thông và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã bước đầu ghi nhận những thành tựu đáng kể, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát trên cả nước. Điển hình như các sản phẩm mận Yên Châu, xoài Yên Châu Sơn La, nhãn Hưng Yên, vải Lục Ngạn Bắc Giang, vải Thanh Hà và su hào, bắp cải, cà rốt ở Hải Dương không những tiêu thụ tốt tại thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu thành công tại các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Các ứng dụng bản đồ xúc tiến thương mại nông sản Việt Nam có chức năng giới thiệu, tìm kiếm theo sản phẩm, vị trí địa lý và cung cấp đầu mối liên hệ qua các kênh hỗ trợ, bản đồ điện tử, danh sách các sản phẩm nông sản các địa phương. Các ứng dụng số cũng giúp người tiêu dùng nhanh chóng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, vốn đang trở thành xu thế tất yếu và bắt buộc trong xuất nhập khẩu và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nói chung và đối với hàng hóa nông nghiệp nói riêng. Tin tốt trong lĩnh vực y khoa. Lần đầu tiên tại Việt Nam, khoa hồi sức phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tiến hành phẫu thuật thành công cho một trường hợp bệnh nhân bị phình gốc động mạch chủ, hở van động mạch chủ nặng bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu. Đây là lần tái khám gần nhất của ông Đặng Văn Thành, 49 tuổi, sống tại tỉnh Đắk Lắk. Sau gần 3 tháng được phẫu thuật mổ xâm lấn tối thiểu qua đường mở ngực trước phải. Trước đó vào cuối năm ngoái, bệnh nhân này đã nhập viện trong tình trạng suy tim ở mức độ 2-3 do hở van động mạch chủ nặng. Lâu ngày, kèm theo đó là phình gốc động mạch chủ. Trước thì khi đi làm người thấy nó mệt, người nó khó thở. Cách đây khoảng 6 năm thì cũng đi khám mấy lần thì bác sĩ cũng là nghi vấn và hẹp van tim. Sau đó mới chuyển lên đây mới phát hiện ra thêm là giãn mạch vành. Bệnh nhân này là trước mổ thì chức năng co bóp của tim cũng không có được bình thường. Tuy nhiên vì cái giải phẫu của cái thương tổn tương đối là thuận lợi và chúng tôi đã quyết định là mở tiếp cận cái thương tổn nó từ phía bên phải, là không có chẻ xương ức và mở cực phải để giải quyết tổn thương ở gốc động mạch chủ, làm là một cái phẫu thuật bental cho bệnh nhân. Theo các chuyên gia, lịch sử của phẫu thuật bental đã có từ rất lâu. Tuy nhiên, theo thời gian, các nhà kỹ thuật viên đã tìm cách giúp cho người bệnh bớt bị tổn thương về mặt ngoại khoa, từ đó hình thành nên khái niệm gọi là phẫu thuật ít xâm lấn. Theo đó, thay vì phải mở toàn xương ức với vết mổ lớn dễ nhiễm trùng, các bác sĩ đã mạnh dạn triển khai kỹ thuật mới là mổ xâm lấn tối thiểu qua đường mở ngực trước phải, vết mổ nhỏ, không phải cưa xương ức. Cái lợi của cái bệnh nhân mà phải mổ ít xâm lấn như vậy, bởi vì chúng tôi không có cưa xương ức, nên bởi vậy bệnh nhân sẽ lành rất là nhanh và sẽ không có đau sau mổ. Và cái thứ hai là vì không có cưa xương rồi vết mổ mình nhỏ, ít chảy máu hơn là những cái vết mổ mà rộng lớn, tư quàng xương ức.
Từ trước đến nay, các trung tâm tim mạch ở nước ta chỉ thực hiện phẫu thuật Bentan qua đường mở toàn phần hoặc mở bán phần xương ức. Do vậy, đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam phẫu thuật Bentan được thực hiện thành công qua đường xâm lấn tối thiểu, mở ngực trước phải, giúp giảm bớt đau đớn cũng như chi phí cho bệnh nhân, đồng thời rút ngắn thời gian hồi phục sau mổ.